Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Luật Máy Cưa. Hôm nay là ngày 28 tháng 10. Chúng em xin giới thiệu cho anh em một lô máy cắt cỏ anh em nhé. Gồm có 3 con máy cắt cỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng. Có những con máy mà cực kỳ to, cực kỳ VIP và có những con máy mà giá thì cực kỳ hời cho anh em nhé. Và hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ Y, từ Y1 này, Y2 tới Y3. Đấy. Để giới thiệu cho anh em sơ qua. Nếu mà anh em có ưng con nào thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng nhé. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để ở dưới màn hình rồi, 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo luôn. Đầu tiên là con Y1, giá thì chỉ 850.000 thôi anh em nha. 850.000, quá là hời đúng không anh em. Con này thì công suất lại lớn nữa. Nòng của nó là 36mm, đường kính công suất của nó là 33cc và đường kính chế bít tông là 36mm anh em nhé. Dòng này tại sao mà nó giá rẻ như thế? Tại vì con này thì nói chung là em mua lại của khách ngoài đấy ạ. Người ta sử dụng, người ta làm, người ta muốn lên đời máy, nên là muốn lên con máy to hơn để người ta về người ta sử dụng phát thuê phát mướn đấy ạ. Thì người ta có một con máy này thì nói chung nó còn khá là ok. Thì em mua lại của khách và lên sóng bán cho anh em với giá thì cực kỳ yêu thương luôn. 850.000 đấy, 850.000 anh em nhá. Và nếu mà anh em đặt con này thì em vẫn tặng cho anh em đầy đủ là một cái con dao mới và một cái dây đeo để cho anh em về có thể đổ xăng và phát được ngay. Con này thì em đã cho nổ ngon lành hết rồi. Dây ga thì em đã thay dây ga mới, tại vì dây ga cũ của nó thì nó đã bị nói chung là chủ cũ người ta xài nó đôi khi nó bị kẹt rồi, thì em đã thay cho anh em cái dây ga mới để cho anh em về có thể bóp được ngon lành. Đấy. Còn con này thì hết chê luôn anh em nha. Máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản từ A tới Á cho anh em luôn. Đấy. Đây. Con này thì về chỉ đổ xăng và là xài thôi. Với cái giá mà cực kỳ yêu thương cho anh em nào mà đầu bò này, nguyên zin của nó luôn nhá. Đấy. Với cái giá này thì cho anh em nào mà về với cái nhu cầu mà sử dụng ít, hoặc là anh em nào cần một chiếc máy cưa giá mà nó rẻ để anh em về sử dụng phát linh tinh thôi đấy ạ. Đấy, tùm hệ tùm rời luôn anh em nha, tùm rời tùm to luôn. Đó, công suất thì to nhá, to khỏe. Con này thì về phát cước cũng được luôn anh em nhá. Rồi để em giật test nổ cho anh em nghe qua. Không biết xăng có còn ở đây không. Để em xíu. Ồ, bị hết xăng mất rồi. Anh em chờ em một tí xíu để em đổ xăng lại rồi giật test nổ cho anh em nghe qua nhá. Rồi, em đã đổ xăng vào rồi nhá. Rồi bây giờ xin phép giật test nổ cho anh em nghe qua. Giật nổ êm ái chỉ 850.000, quá hời đúng không anh nha. Rồi qua con Y2, con Y2 đây, con này là hàng máy mới đập thùng nha. Còn nếu mà anh em nào mà kinh phí mà ok hơn một tí xíu đấy, giá 1.600.000 thì đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển đầy đủ, tặng kèm đầy đủ phụ kiện này, như một cái bịch đồ nghề như thế này, một con dao này, dao thép xịn nha, một cái dây đeo đấy, phụ kỳ wow nó luôn, một cái chắn cỏ. Thì con này thì giá 1.600.000 thì quá là ok anh em nhá. Máy thì máy siêu VIP, siêu mới luôn rồi anh em này. Đấy, con này là hàng mới đập thùng đổ ra anh em nhá. Đấy. Hàng này thì công suất của nó là cũng là nòng đường kính xe bít tông 36mm và công suất nó là 33cc. Đấy. Đây, phần tay ga là tay ga bộ như này luôn nhá. Nó rất giúp cho anh em là khi anh em cái sợi dây ga nó cực kỳ bền. Nó không bao giờ có cái tình trạng là bị kẹt ga như thế nào cả. Đầu bò của nó đây anh em. Đấy, chỉ 1.600.000 con này thì về phát cước phát đĩa thì quá là ok luôn anh em nhá. Máy là máy mới luôn, FVK330 33cc nha. Đấy, Fukiwa. Dòng này thì nó rất là tiết kiệm xăng và cực kỳ tiện lợi, bởi vì hệ nó là hệ tum rời để cho anh em khi mà anh em chán sử dụng thì có thể tháo ra chế cháo được rất là nhiều loại nhá.
chân chống nó là chân chống sắt luôn này. Đấy, nó giúp cho anh em bảo vệ được cái bình xăng này thì nó không bao giờ bị chạm đất và làm cho lủng bình xăng được anh em nha. Xài con này là quá là ok luôn rồi. Đấy. Còn nếu mà anh em nào chuyên đi phát thuê, phát mướn, phát khoán này, một con máy cưa 54, một con máy cắt cỏ chứ quên, cắt cỏ 541, dòng này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.200.000 thôi. Đấy, với cái giá 2.200.000 này để cho anh em chuyên về sử dụng phát thuê, phát mướn, phát khoán anh em nha. Đấy, con này thì cầm đi kiếm cơm được luôn. Con này thì được máy móc rất là to nha. Nòng của nó là 40mm và công suất của nó là 41cc. Anh em thấy ok chưa ạ? Đấy. Con này thì quá là VIP chất lượng rồi. Chỉ 2.200.000 thôi. 2.200.000 thì đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển, tặng kèm cũng đầy đủ phụ kiện như kiểu là con i2 là một dây đeo này, một dao này, một bịch đồ nghề, một chắn cỏ và tặng kèm cho anh em thêm một cái ổ cước cho cái con i3 nha. Đấy. Còn anh em thấy VIP không? Tay ga tay ghế của nó này. Đầu bò là hết đầu bò là cực kỳ dày dặn nha. Đấy. Dòng này nó là dòng máy mới luôn anh nha. Đấy, máy mới để cho anh em về phục vụ sử dụng, trung dần là trung dần trợ lực luôn nha. Mang thương hiệu Hukama 541, dòng này nó là được lắp ráp hàng liên doanh nha, được lắp ráp tại ở Việt Nam nha anh em nhá. Dòng này lắp ráp ở ngoài Bắc Ninh ấy ạ. Bên Bắc Ninh thì nhà máy rất là nhiều. Đó. Để em về. Dòng này nó được lấy ý tưởng giống như kiểu là dòng Humana 541 của Thụy Điển anh em nhé. Nó máy móc thì giống hệt nhau nhưng mà cái con này thì giá có thể rẻ hơn cho anh em. Nhưng mà con này thì em bán ở ngoài cửa hàng thì bán cho khách ở bên ngoài rất là nhiều anh em nhé. Và khách ở bên ngoài người ta sử dụng ấy và người ta phản hồi cho em rất là ok. Đấy, không phải em nói điêu đâu. Và có những khách ở bên ngoài bán, em đã bán và khách người ta phản hồi cực kỳ tốt rồi anh em nhé. Bởi vì cái dòng này nè, nếu mà người ta em đã hỏi ấy, và người ta đã bảo là phát cước là hết tầm khoảng 3,5 lít xăng. Đấy, phát cước là phát cả ngày đấy, hết khoảng 3,5 lít xăng. Còn nếu mà phát dao thì hết khoảng 3 lít thôi anh em nha. Thì nó chỉ ngang với một con máy cắt cỏ Humana của Thụy Điển này nha, không hao hơn. Đây là anh em cực kỳ yên tâm, chân chống vẫn là chân chống sắt luôn này anh em. Đấy, chân chống sắt chứ không phải là chân chống nhựa như mấy cái hàng rẻ tiền này anh em nha. Đấy, mã vạch này ở trên lốc máy còn đầy đủ luôn anh em nhá. Đó, con này là lọc gió, là hệ lọc gió là hai lớp cho anh em, rất là cực chắc chắn. Anh em nhìn không? Quay tổng thể cho anh em xem qua này. Chỉ 2.200.000 con này thì rất là phù hợp cho anh em về phát thuê, phát mướn, phát khoán. Hoặc là anh em mà rẫy nương nhiều, muốn một chiếc máy cắt cỏ công suất lớn để về sử dụng, để phát cước liên tục thì con này là quá là phù hợp anh em nha. Còn con này thì i2 thì công suất thì nó nhỏ hơn một tí. Con này thì để cho anh em về xài gia đình hoặc là anh em phát ô cước cũng được. Nhưng mà không khỏe được bằng con i3 anh em nha. Đấy, vâng, và em đã review cho anh em là ba con máy cắt cỏ. Nếu mà anh em ưng con nào thì hãy báo cho em. Ví dụ là anh ưng con nào thì anh chỉ cần báo cho em cái mã mà em ghi ở trên tờ giấy này là ok anh em nhé. Rồi, em xin chào toàn thể anh em.